Dạ, shop Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Cũ Mê Công ạ. Mỹ Ngân em hôm nay giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình một số mặt hàng đồ gỗ và đồ gốm ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này. Rồi, mã đầu tiên vô hôm nay giới thiệu cho mình mã số 1A, mã số 1H nha. Một cái bình hút lọc dễ dàng, dễ con rồng như cô chú anh chị mình. Cái này hàng vẽ 3D ha. Chiều cao là 29, đường kính miệng ở đây em đo là 9 phân. Dòng bụng của nó là 70. Mã H1 bình hút lọc con rồng này em giao lưu mình giá là 1.200.000. Bên em bao phí ship toàn quốc cho mình nha. Cô chú anh chị mình thích sản phẩm nào liên hệ số điện thoại của em là 0968 877 667. Rồi tiếp theo em có cặp bình rồng hàng của Tàu, hàng này cũng vẽ rất là đẹp luôn. À, mình xem dùm em hàng này hàng Tàu cũ nha. Chiều cao là 40, đường kính miệng ở đây em đo là 13. Dòng bụng của nó là 56. Cặp bình mã số 2H này em giao lưu giá là 2.600.000. Cặp bình này cốt nặng nha cô chú anh chị, hàng rất là đẹp luôn, men rất là trong nha. Rồi tiếp theo em cũng có cặp bình vẽ nổi hàng của Tàu luôn ha, rất là đẹp luôn. Cặp bình này hàng lành tích. Chiều cao là 56, đường kính miệng ở đây em đo là 20. Dòng bụng của cái bình này là 76. Mã H3 này em giao lưu mình cặp bình này với giá là 4.200.000. Hàng này toàn bộ là vẽ tay nha cô chú anh chị. Này mình xem giùm em. Rồi. Rồi tiếp theo mã H4, em giao lưu mình cái bình củ tỏi đắp nổi nha. Đó, chim hoa rất là đẹp nha. Hàng này men gạn. Chiều cao là 58. Đường kính miệng ở đây em đo là 22. Dòng cổ là 39. Dòng bụng là 115. Hàng này lành tích nha cô chú anh chị. Đó, cái bình củ tỏi đắp nổi chim hoa rất là đẹp luôn nha. Hàng này hàng cũ. Đó. Rồi cái bình này em giao lưu mình với giá là 2.200.000. 2.200.000 cho mã số H4 nha. Rồi tiếp theo mã số H5. Em có siêu tầm về được cái khay trà gỗ cẩm nha cô chú anh chị. Hàng này cẳng ốc, hàng này tuổi đời trên 30 năm nha. Đó. Đường kính ở đây em đo là 25 vuông nha cô chú anh chị. Chiều cao lên của nó là 7 phân nha. Đó, mình xem dùm em hàng này tình trạng của nó là lành lặn liền lạc nha. Ốc nó đã ngả màu vàng chanh theo thời gian rồi. Đó cô chú anh chị mình xem ha. Tình trạng của nó là lành, rất là đẹp luôn. Em giao lưu mình cái khay này với giá là 2.500.000, mã số 5. Rồi mã số 6, một cái khay trà đục đục chạm gỗ gõ, hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị. Chiều dài là em đo được là 35, chiều rộng qua là 26, chiều cao lên là 12. Đó, mình xem giùm em ha, hàng rất là đẹp luôn. Rồi mã số 6 này em giao lưu mình giá là 1.500.000. Những sản phẩm bên em giao lưu sẽ bao phí ship toàn bộ cho cô chú anh chị mình ha. Nhận hàng mình kiểm tra hàng, đúng sản phẩm cô chú anh chị mình mới thanh toán với shipper giùm em nha. Rồi tiếp theo em có một cái trò cẳng ốc như cô chú anh chị, gỗ gõ rất là đẹp luôn ha. Hàng này hàng cũ, chiều cao là 39. Chiều rộng qua vị trí này em đo là 28 nha. Và độ dày của cái trò là 2 phân rưỡi á. Đó, độ dày của cái thanh này nha, 2 phân rưỡi. Ở ngoài rất là dày dặn luôn. Và hàng cẳng ốc một mặt này nha, hai mặt ở phía sau này là không có cẳng nha cô chú anh chị. Đó, cái mặt đó mình dây ra phía trước nha. Rồi cái trò này mã số H7 em giao lưu mình giá là 2.500.000 ha cô chú anh chị. Rồi
Rồi tiếp theo em có một cái này kêu bằng cái gì tự nhiên quên. Cái nãy anh nói cái gì quên rồi trời. Cái bình phong nha cô chú anh chị, tự nhiên quên giống như quên ngang hả. Cái bình phong cặn ốc gỗ gõ, hàng này hàng cũ nha. Đó em đo thông số cho mình xem nha. Chiều cao lên là 61. Chiều ngang qua ở chỗ nhỏ nhất ở trên đây em đo được là 32, còn cái chiều ngang qua chỗ lớn nhất là 41 ha. Chiều sâu vô là 17. Cái bức bình phong hàng gỗ hàng cũ nha cô chú anh chị, cẳng ốc này cũng là ốc xưa nha, rất là đẹp luôn. Bình phong gỗ gõ mặt ha. Đó, hàng này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cái bình phong này em giao lưu mình giá là 4.200.000 nha, mã số H8. Rồi H9 em có cặp chanh cây đờn nha cô chú anh chị, hàng đục chạm nổi nha. Cái này là gỗ lim liền khối ha, rất là đẹp luôn. Chiều cao lên là 65. Chiều rộng qua vị trí này em đo được là 32, độ dày là 2 phân rưỡi gần 3 phân nha. Chim hoa, hoa mẫu đơn nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Gỗ lim, hàng gỗ lim cũ ha. Cặp cây đờn này mình treo lên rất là đẹp luôn ha, liền khối. Rồi mã H9 này em giao lưu mình cặp này giá 2.800.000 nha. Đó mình xem giùm em ha, hàng rất là đẹp luôn. Rồi. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái dĩa hàng của Tàu rất là đẹp nè. Đó. Cái này là bằng đồng nha cô chú anh chị, những cái chi tiết vàng vàng này là bằng đồng nha. Rồi mấy cái chữ này là người ta khắc chìm vô ha. Đường kính dĩa đem đo là 33, luôn cái kê dĩa là 36. Dĩa này hàng Tàu cũ, em giao lưu mình mã số 10 giá là 1.600.000 thôi cô chú anh chị mình nha. Ở Chôn Đế nó có mọc đây, rất là đẹp ha. Đó. Rồi, lên giùm em mã số 10 nha. Rồi, mã số 11 cũng là một cái dĩa Tàu cũ luôn cô chú anh chị mình. Đó, những cái chữ này người ta khắc chìm ha. À, ông này ông Phật Di Lạc nha, rất là đẹp ha. Đường kính nó dĩa đem đo là 33, luôn kê dĩa là 30 34 35 thôi cô chú anh chị mình nha. Cái này bằng đồng. Rồi mã H11 này em giao lưu mình giá là 1.600.000 luôn ha. Đây mình xem giùm em, Chôn Đế có mộc nha. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào mình liên hệ số điện thoại trên giùm em ha. Rồi tiếp theo mã số 12, hôm nay em siêu tầm về được một cặp sừng bò nha cô chú anh chị mình, sừng bò mã số 12H ha. Bên đây nó khắc là long phụng nha cô chú anh chị mình. Bên đây là con phụng, bên đây là con rồng nha. Cái này người ta khắc bằng tay luôn nha. Đó, khắc chìm vô trong luôn ha. Rất là đẹp luôn. Tình trạng của nó là hàng cũ nha cô chú anh chị. Em sưu tầm về sau và giao lưu báo giá cho cô chú anh chị mình y như vậy ha. Khi em sưu tầm về thì nó bị mất hết một bên như vậy ha. Bên đây thì nó bị mất, bên đây thì còn. Đó, mình xem giùm em ha. Mình không thích thì về mình tháo luôn cái này bỏ nha cô chú anh chị. Chiều cao của cái này em đo là 68 ha. Chiều cao của cái sừng này từ đây lên đây á, là 59. Đó, cô chú anh chị mình xem. Cái dòng của cái đế của nó ở đây em đo được là 30 nha. Một bên con phụng, một bên con rồng rất là đẹp luôn. Đó, những cái chi tiết này người ta khắc tay nè. Đã khắc vô trong cái sừng luôn ha. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị. Này là lông của con bò nữa. Dạ, cái này lông của con bò nè, mà bên đây nó bị mắc rồi, còn bên đây thôi. Tại vì hàng này người ta trưng bày nó bị rớt rồi. Đó, có sao thì em giao lưu em nói rõ cho mình dễ giao lưu nha cô chú anh chị. Đó, cái này con rồng nè. Rất là đẹp luôn ha. Nhìn rất là có hồn luôn á. Sừng này là sừng thiệt nha cô chú anh chị. Đây, ở phía dưới đây.
Cặp này em giao lưu mình giá là 2,5 triệu thôi. Em bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã H13. Em có siêu tầm về được tấm tranh cẳng ốc xưa nha cô chú anh chị, gỗ gõ nha. Hàng này là chuẩn hàng hồi xưa người ta làm luôn đó. Rất là đẹp, ốc nó đã ngả màu rồi ha. Ba cái chữ này là chữ Lý Hữu Nhân nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn nha. Gỗ gõ, hàng cẳng ốc xưa. Chiều dài phủ bì là 1m27. Chiều cao lên là 60. Lọt lòng cái miếng dán nguyên ở trong đây em đo được là 1m07. Và chiều cao lên là 40. Độ dày tấm chanh này là 4 phân. Tấm chanh này ba chữ ở đó là người ta cẩn cái chữ là Lý Hữu Nhân nha cô chú anh chị. Đó, mình xem giùm em ha. Chanh này là chanh xưa nha. Rất là dày dặn và nặng tay luôn. Rồi, quay mặt sau. Đây cô chú anh chị mình. Đó, khi giao lưu thì em sẽ gia cố móc thêm cho mình nha. Rồi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bàn nghi kim tiền nha cô chú anh chị mình. Gỗ gõ ha. Cái nó có hai cái học hai bên và ba cái tầng để mình để đồ ha. Chiều dài phủ bì ở đây em đo được là 1m56. Chiều rộng ra là 40. Và chiều cao của cái bàn này là 93 nha. Đó, bàn nghi kim tiền gỗ gõ hàng cũ nha cô chú anh chị. Cái bàn tình trạng là lành tích. Đó, mã này là mã H14. Cái bàn kim tiền này em giao lưu mình giá chỉ có 8,5 triệu nha. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, ấy ra chút xíu đi. Những cái đố chân là đố chân vuông hết cô chú anh chị mình nha. Cũng khá dày dặn lắm. Cái bàn này rất là đẹp nha. Đó, cái bàn này em giao lưu mình giá chỉ có 8,5 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 15. Mã số 15 thì hôm nay em siêu tầm về được một cặp chanh rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Cặp liễn nha. Hàng này gỗ gõ. Gỗ gõ hàng này hàng xưa rồi ha. Tình trạng của nó rất là đẹp luôn. Nó cẳng chữ rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì là 2m18 nha cô chú anh chị mình. 2m17 ha. Chiều dài là 2m17. Rộng qua của nó là 25. Độ dày là 4 phân. Gỗ gõ hàng này cẳng ốc xưa nha cô chú anh chị. Đó, em siêu tầm về sau và quay cho cô chú anh chị mình xem luôn, rất là đẹp nha. Một bên như vậy là nó cẳng 7 chữ nha cô chú anh chị. Đó, còn bốn góc này là long lăng quy phụng ha. Long lăng quy phụng. Và cái ở phía sau đây em có dịch hàng chữ ra cho mình rồi. Đây mình xem giùm em, bên đây á, là tổ tiên công đức thiên niên thịnh ha. Còn bên kia là tự hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đó, cả nhà xem giùm em. Ghim vô giùm mấy chú hai. Ván rất là dày nha cô chú anh chị, dày 4 phân luôn ha. Rồi cặp này em giao lưu mình giá là 17 triệu, bên em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn. 17 triệu,
cặp chanh, cặp liễn ha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn nha, hàng cẳng ốc tuổi đời cũng sâu rồi. Bộ cái cặp liễn nó khá đẹp. Rồi cái này đi rồi qua cái kia. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái cặp đôm. Cặp đôm gỗ hương nha cô chú anh chị. Đôm lồng đèn gỗ hương nha. Chiều cao phủ bì là 80. Mặt đôm ở vị trí này em đo được là 38 vuông nha. Đó, đôm lồng đèn gỗ hương, hàng cũ rất là đẹp luôn, văn gỗ thì khỏi chê nha. Hàng rất là dày dặn luôn. Đôm này rộng rãi thoải mái cô chú anh chị mình trưng bày rất là đẹp ha. Đôm đèn. Đó. Gỗ này gỗ hương, văn gỗ khá đẹp, hàng này hàng cũ nha. Hàng này em bao cho mình, nhận hàng xấu trả lợi em, không tốn phí ship ha. Cặp đôm này em giao lưu mình với giá là 4.200.000. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì chụp hình gửi qua số Zalo trên giùm em ha. Mã này mã 16, rồi tiếp theo mã 17. Em giới thiệu cho mình bộ tranh tứ quý gỗ liêm nha cô chú anh chị mình. Tùng cúc trúc mai ha. Ở phía trên đây là cảnh tích bát tiên. Hàng này hàng cũ nha. Chiều cao phủ bì là 1m17. Rộng qua vị trí này em đo được là 30. Độ dày là 3 phân. Đó, bộ tranh tứ quý gỗ liêm nha cô chú anh chị. Tùng cúc trúc mai ha. Cái này hàng cẳng ốc cũng tuổi đời cũng vài chục năm rồi. Đó, bên em đã phủ một lớp bóng mờ cho mình. Đó, làm sạch sẽ về cô chú anh chị mình chỉ việc treo và sử dụng thôi. Hàng này là khung liền ha cô chú anh chị. Đó, khung liền. Rất là đẹp luôn. Rồi bộ này mã H17 em giao lưu mình giá chỉ có 6.500.000 thôi nha. Chọn bộ 4 tấm bên em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn ha. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng cô chú anh chị mới thanh toán. Rồi tiếp theo mã số 18. Hôm nay em giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị mình bộ bàn gỗ hương. Đó, bộ này tai 14 nha cô chú anh chị mình. Bộ này khá đặc biệt luôn. Những cái tai hoa văn của nó đục chạm hình con cong nha. Bộ này nó có hai cái đôm, một đôm nhỏ và một đôm lớn. Em đo cho cô chú anh chị mình tham khảo trước một cái đôm nhỏ nha. Đường kính mặt đôm là 40 vuông ha. Bên đây thì 40 vuông. Và chiều cao lên của nó là 42. Cái gì mà cái đố của chân đôm em đo được là 7 phân. Mặt bộm chân móng nha cô chú anh chị. Gỗ hương Việt nha. Bộ này em bao cho mình là chuẩn gỗ hương Việt luôn. Hàng dày dặn không lỗi lầm nha. Các mặt giống nhau cô chú anh chị mình nha. Rồi em qua đo cho mình xem cái đôm lớn nha. Cái đôm lớn này để giữa hai cái ghế, nó có cái hộc cho mình đựng đồ luôn ha. Chiều dài em đo được là 50. Chiều rộng qua của cái đôm này là 40. Và chiều cao của cái đôm này là 57 nha cô chú anh chị. Mặt bộm chân móng. Hôm nay em thanh lý cho cô chú anh chị mình cái bộ gỗ hương này nha. Hàng đẹp và giá mềm nữa cô chú anh chị mình siêu tầm về chơi ha. Những cái mặt hàng này cô chú anh chị mình xài không có đụng hàng đâu. Rất là đẹp và lạ nha. Mặt bộm chân móng. Rồi tiếp theo em qua đo cho mình xem cái ghế nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì nó gồm có hai cái ghế giống nhau nha. Đó, những hoa văn chi tiết ở trên đây là người ta đục bằng tay nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn ha. Chiều rộng của cái ghế phủ bì là em đo được là 82 nha. Lọt lòng chỗ vị trí mình ngồi ở đây là 53. Rộng rãi thoải mái nha. Đó, lọt lòng chỗ ngang qua đây em đo được là 63 nha. Từ mặt đất lên chỗ vị trí mình ngồi là 42. Cái dìm của tay cầm là 12 phân. Và ở trên cái tay này là tay 14 nha cô chú anh chị mình. Cái bông hoa hồng này là hàng liền khối, người ta đục nghe cô chú anh chị. Đó,
Cái hoa hồng này là hàng liền khói người ta đục ra, tay 14 khá bự luôn. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở phía trên đây là hình hai con công ha, và những cái hoa hồng rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết này người ta đục tay nha. Bộ này hôm nay em thanh lý giá rất là mềm luôn. Cô chú anh chị mình ở gần giao lưu thì mình liên hệ số điện thoại trên giùm em ha. Mặt bộm chân móng dày dặn, rất là đẹp luôn nha. Bộ này thì vân gỗ khỏi chê luôn. Đó, quay mặt sau. Rất là nặng nha cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cô chú anh chị nào ở gần em muốn giao lưu trực tiếp thì mình cứ liên hệ qua số, mình lại nhà mình xem trực tiếp nha cô chú anh chị. Rồi em qua đo cho mình xem cái bàn ha. Cái bàn này cũng rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Chiều dài phủ bì á, cái bàn này em đo được là 1m4. Lọt lòng cái miếng dán liền khói ở trong đây là 1m16. Chiều rộng của cái mặt bàn này em đo được là 70 nha. Và chiều cao lên là 57. Cái dìm thành bàn là 23. Cái đố của chân bàn này lên tới 12 phân, rất là dày dặn luôn. Mặt bộm chân móng, hàng liền lạc hết, không sức mẻ, không đắp giá chỗ nào. Những mặt hàng gỗ cũ này em bao cho cô chú anh chị mình xài nha. Em bao mọt mối về với cô chú anh chị mình, trong thời gian xài mà có mọt mối gì bên em thu hồi lại, không tốn phí của cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị mình mua những hàng cũ này yên tâm về cái vấn đề bị mọt mối ha. Rồi em qua đo cho mình xem cái băng dài. Bộ này thì rất là rộng rãi luôn. Chiều dài phủ bì của cái băng này 1m97 nha cô chú anh chị mình. Rất là lớn ha. Lọt lòng chỗ vị trí mình ngồi là 1m77. Chiều rộng lọt lòng ra là 53. Cái dìm của tay cầm là 11 phân. Chiều cao phủ bì của cái ghế, cái băng dài này là 1m2. Đó, mình xem giùm em ha. Ở phía trên tựa lưng người ta đục chạm cái tích là phúc lộc thọ nha. Đó, ở phía tay cầm là cái hình con công ha. Ở phía trên đây là những cái hình con công luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Công và hoa hồng nha. Những cái hoa văn chi tiết đó là liền khối người ta đục chứ không phải ghép dáng nha cô chú anh chị mình. Những cái này là người ta đục nha. Cái khối cây liền khối người ta đục ra. Rất là đẹp luôn ha. Phía trên đây là liền khối nè. Đó. Còn cái bệ này người ta đục hình phúc lộc thọ nè cô chú anh chị mình. Cũng là ván liền luôn nha.
Bên em quay hàng rất là kỹ từng chi tiết luôn. Và khi giao lưu có những lỗi lầm chỗ nào thì em sẽ báo cho mình. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Còn hàng lành lặn thì bên em sẽ báo lành lặn. Bộ này gỗ hương Việt, hàng cũ, tuổi đời trên 3-40 năm ha. Bộ này gồm có là 6 món. Bên em giao lưu mình thanh lý hôm nay cái bộ này có giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn nha. Chỉ có 38 triệu thôi. Cô chú anh chị mình đang có nhu cầu thì mình tranh thủ chốt bộ này ha. Nhận hàng 6 trả lời em và không tốn phí ship. Giá rất là mềm luôn, 38 triệu bên em bao vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, Mỹ Ngân em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.